Bài tarot tuần từ 11 đến 17 tháng 10 năm 2021 của 12 cung hoàng đạo Bạch Dương. Đây là một lá bài về lợi tức đầu tư. Điều này có thể hiểu theo nghĩa đen, chẳng hạn như tài khoản ngân hàng trả lãi tiền cho bạn, hoặc theo nghĩa bóng, chẳng hạn như những khoản đầu tư thời gian, công sức và năng lượng mà bạn đã bỏ vào một mối quan hệ. Bạn sẽ gặt hái những gì bạn đã gieo. Điều này nói chung là tích cực. Nói chung bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn những gì bạn có trong một thời gian mọi thứ sẽ tiến triển tốt và bạn sẽ cảm thấy hy vọng về tương lai với lý do chính đáng bạn có thể phải quyết định xem có nên dồn sức lực vào những việc những người và tình huống mà bạn đã tham gia hay không hay có nên dành sức lực để cố gắng mang lại nhiều điều hơn cho cuộc sống của mình chọn một cách khôn ngoan kim ngưu lá bài cho thấy như thể bạn đang mang một gánh nặng rất lớn bạn có thể muốn xem xét kỹ điều này và xem liệu có bất kỳ cách nào mà bạn có thể giảm tải theo nghĩa đen hay nghĩa bóng không? Nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy rằng một phần gánh nặng tình cảm mà bạn đang mang trên người thực sự thuộc về người khác. Điều quan trọng là bạn phải điều chỉnh tốc độ của mình trong tuần này. Đừng cố gắng làm quá nhiều. Đôi khi lá bài ten ở quan chỉ ra rằng bạn đã quá thành công và sẽ được hưởng lợi nếu biết thu nhỏ lại. Có lẽ bạn đang mệt mỏi. Bạn đã làm việc rất chăm chỉ và chuyên nghiệp và bạn có thể nghỉ ngơi. Song tử Đây là một lá bài nói về sự lo lắng và sợ hãi. Xem xét kỹ những gì bạn đang lo lắng. Cố gắng không đổ lỗi cho mọi người hoặc hoàn cảnh về cảm giác của bạn. Chú ý đến hơi thở của bạn. Điều này giúp mang lại cảm giác bình tĩnh. Bạn cần đề phòng cảm giác lo lắng. Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng, hãy xem kỹ xem liệu bất kỳ điều gì trong số đó có thuộc quyền lực hoặc sự kiểm soát của bạn hay không và do đó bạn có thể giảm bớt nó hoặc liệu những thứ khác hoặc những người trong cuộc sống của bạn có đang góp phần gây ra sự lo lắng này hay không nếu là vấn đề thứ hai hãy xem xét kỹ điều đó và xem liệu có điều gì đó trong mối quan hệ có thể thay đổi để làm cho nó trở nên khả thi hơn đối với bạn hay không có điều gì đó trong khoảng thời gian này có thể khiến mọi người cảm thấy cuộc sống của họ theo một cách nào đó nhiều hơn hoặc lớn hơn so với thực tế, cố gắng tìm sự thoải mái và niềm vui trong những điều bình thường. Cự giải. Đây là lá bài nói về năng lượng cân bằng của nam và nữ. Anh ấy nắm giữ tất cả những phẩm chất tích cực của cả nam và nữ. Thường thì anh ấy chỉ ra một người đàn ông đúng nghĩa trong cuộc đời bạn, một người đàn ông rất tốt bụng và yêu đời. Biết rằng bạn được hỗ trợ khi anh ấy xuất hiện. Sư tử lá bài có nghĩa là bạn phải giữ thăng bằng bằng mọi cách có thể ngay cả với những việc nhàm chán nhàm chán như ăn uống đúng cách và nghỉ ngơi đầy đủ những điều này sẽ rất hữu ích cho bạn trong thời gian này bạn có thể hợp tác với một người khác đây có thể là doanh nghiệp hoặc cá nhân hoặc cả hai người ấy đại diện cho lòng tốt và lòng trắc ẩn có một yếu tố của tình yêu trong sáng và thực sự trong cuộc sống của bạn bất kể hoàn cảnh của bạn như thế nào khi người ấy xuất hiện Hãy nung chiều bản thân trong tuần này và cho phép người khác nung chiều bạn. Sử nữ Lá bài là một dấu hiệu cho thấy tài chính của bạn sẽ tốt hơn nhiều. Trên thực tế, đây có thể là tuần mà con tàu châm ngôn của bạn đã cạp bến. Bạn có thể đang cảm thấy rất mạnh mẽ và có lý do chính đáng. Cuối cùng, bạn có thể có một số thành công quan trọng sau khi trải qua một số khó khăn. Lá bài Three of One đề cập đến công việc theo một cách cực kỳ tích cực ngay cả khi bạn chỉ làm các công việc gia đình những nỗ lực của bạn được mọi người nhìn nhận đánh giá cao và được tôn trọng hãy có niềm tin thiên bình lá bài có thể chỉ ra bạn đang bị đè nặng và áp lực bởi những mối quan tâm lo lắng bước đầu tiên và tốt nhất là thường xuyên hít thở sâu và bình tĩnh đừng để những điều bạn lo lắng lấn át bạn hãy thực hiện từng ngày từng giờ một nếu bạn phải làm ít nhất một số lo lắng của bạn rất có thể chỉ là tưởng tượng. Tìm hiểu thật cụ thể về những gì bạn lo sợ và loại bỏ ra, khả năng thực sự của sự lo lắng xảy ra là bao nhiêu. Hãy tự an ủi bản thân và nếu bạn cần trợ giúp, đừng ngần ngại yêu cầu giúp đỡ. Yêu cầu sự giúp đỡ là dấu hiệu của một người mạnh mẽ. Bỏ cạp. Đây là một lá bài về việc các kết luận, quyết định và tất nhiên là các phán đoán được đưa ra quá vội vàng. Nếu bạn dễ mắc phải những điều như vậy, đây là một tín hiệu rõ ràng để chậm lại suy nghĩ kỹ hơn về mọi thứ và cho mọi người nhiều cơ hội hơn đây cũng có thể là thời điểm đánh thức tinh thần cơ bản nếu bạn là người có xu hướng vội vàng kết luận bạn hãy ngừng lại nếu những người khác đang đưa ra những nhận định như vậy về bạn hoặc về người mà bạn quan tâm thì bạn thực sự không thể làm được gì hơn ngoài việc nhận ra rằng đó là vấn đề của họ không phải của bạn nhân mã lá bài này thường báo hiệu những khởi đầu mới rất tích cực thường liên quan đến công việc, sự nghiệp của bạn. Nếu gần đây bạn có một khoảng thời gian khó khăn, hãy tin rằng mọi thứ có thể sẽ sớm trở nên tốt đẹp hơn. Lá bài mô tả sự lạc quan và hy vọng về tương lai của bạn có lý do chính đáng. Bạn có thể sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và tích cực, hoặc bạn sẽ sớm cảm thấy như vậy. Bây giờ là thời điểm tốt để bắt đầu một cái gì đó mới. Bạn sẽ bắt đầu những gì? Market lá bài thường có nghĩa là rất nhiều thứ có thể xuất hiện bạn có thể nản lòng mệt mỏi vì phải chờ đợi thẻ này là một chỉ báo để bạn kiên nhẫn thêm một thời gian nữa bạn có thể đã làm tất cả những gì có thể và những quyết định phải được thực hiện bởi người khác đừng cố ép buộc mọi thứ vì điều đó có thể phản tác dụng với bạn nói một cách ẩn dụ đôi khi mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tầm tay tất cả những gì bạn có thể làm là nỗ lực hết mình và xem nó hạ cánh ở đâu bạn đã nỗ lực hết mình giờ thì đợi thôi bảo bình lá bài này chỉ ra rất nhiều năng lượng nó được định hướng kiểm soát và có mục tiêu khi lá bài này xuất hiện bạn có thể đã khá rõ ràng về những hy vọng và ước mơ của bạn liên quan đến những gì và bạn sẵn sàng làm để biến chúng thành hiện thực đó là về việc hoàn thành công việc và thử nghiệm cũng như chứng minh rằng bạn đã đạt được những gì cần thiết đây là một dấu hiệu cho thấy bạn nên tiến về phía trước với bất cứ điều gì bạn có trong đầu, trong trái tim của bạn và cho nó quyết tâm lớn nhất của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn cần phải sử dụng cả trí tuệ và trái tim của mình để thực sự thành công. Xong ngừ Lá bài này có thể chỉ ra một sự khởi đầu mới trong cuộc sống của bạn trên một số mặt. Đôi khi, sự khởi đầu mới này có thể được bắt đầu bằng một sự tách biệt nào đó khỏi một mối quan hệ hoặc khỏi hoàn cảnh công việc. Hãy biết rằng, đôi khi có thể gây ra sự lo lắng nhưng trên tất cả, đó là nguồn năng lượng tốt, có lợi đang đưa bạn đến nơi bạn muốn. Lá bài The S of Swords kêu gọi chúng ta đừng ngại thực hiện một bước nhảy vọt nếu nó mang lại lợi ích lớn nhất cho chúng ta. Nói tóm lại, cần có bản lĩnh. Bạn đã có một ý tưởng tốt về những gì phải làm. Phần khó là việc thực hiện nó. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Trên đây là xem bài Tarot từ ngày 11 đến 17 tháng 10. 2021 cho 12 cung hoàng đạo. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Lưu ý thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý.